nay mình sẽ làm cơm cháy kho quẹt nha các bạn. Cơm cháy kho quẹt thì gồm có cơm cháy, cơm nè, này cơm nếp mình đã nấu và mình sấy khô rồi để làm cơm cháy. Có 50g tôm khô, tôm này mình ngâm rồi mình xay ra, và 200g thịt ba chỉ mình thái rất là nhỏ nha các bạn, thái nhỏ lắm. Còn hành lá, ớt, tiêu, đường, nước mắm đó, mình cần những vật liệu như vậy. Rồi bắt đầu mình của cái khay của lò nướng mình nướng. Trước khi nướng mình quét dầu vô nha các bạn, để khi mình lấy ra nó dễ, nó không bị dính đó. Sau khi ép xong mình bỏ vô lò sấy. Mình ép xong mình bỏ vô cái tray này để mình sấy. Thì mình sấy bằng cái lò nướng của mình thôi, chứ mình không có lò sấy chuyên nghiệp. Mình để 200 độ. Thì mình sấy trong vòng khoảng 2 tiếng. Mình nghĩ là 2 tiếng thì nó sẽ khô rồi. Thì sau đó khi nào mình ăn thì mình mang ra mình chiên. Ở cơm nếp mình đã sấy xong rồi các bạn. Bắt đầu chiên cơm cháy nha các bạn. Rồi mình đợi dầu cho nó nóng rồi mình hãng thả cái này vô. Nếu mà mình thả sớm dầu chưa nóng là cái bánh cơm này nó sẽ bị chai nè, nó không có nổi phồng lên. Nhưng mình phải đợi cho nó dầu nó nóng già mình cho vô là nó sẽ phồng. Rồi các bạn thử dầu cho nó có nóng chưa nha. Mình cho vào cái đũa này nó sủi sủi bọt lên là cái dầu nó nóng rồi đó. Mình phải giữ để cho cái bánh nó không bị cong lên á. Lật cái này cái kia không có rồi nó mình làm không kịp á. Thì nó rất là nhanh, rất là vàng này các bạn. Các bạn lấy ra bỏ cái giấy chấm dầu. Mình làm như vậy là dầu nó sẽ xen vào trong, phía trong đó là nó giòn tan đều hết. Bắt chạm lên mình là quay thịt nha các bạn. Mình cho một muỗng canh dầu. Để dầu nóng mình hãng cho thịt nha các bạn. Khi nó xém xém về các bạn cho tôm vô nhé. Khi mà nó vàng như vậy, thịt tôm vàng như vậy rồi, bắt đầu mình chan nước mắm các bạn. đẹp đấy. Rồi nấu xong mình đong cốc khoáng. Rồi chúng ta sẽ trộn chế biến. Đây là món cơm cháy mắm kho quẹt. Mắm kho quẹt tôm thịt. Mặn mặn cay cay ngọt ngọt. Ăn kèm với cơm cháy giòn giòn. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn video